Hello, hôm nay mình xin tập hợp cây Gulo Sport 733 của Taiwan nha các bạn. Vâng, em nó mới tinh lòng lên đi. Với cơ chế bắn CO2 thì cây Gulo này khá đẹp cho nên là mới chơi hoặc là đam mê các dòng Gulo. Inox bên ngoài nhìn kim loại và xi nóc bên ngoài, vì cái này là nhựa thôi. Ok, và CO2 các bạn để trong đây, bạn gỡ ra bạn nhấc CO2 bên đây. Ok, bây giờ là mình sẽ gắn đạn và test thử cho bạn coi nha.